Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Bình. Thời cổ đại có câu ngạn ngữ: hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Nghĩa là có tâm mà không có tướng, tướng sẽ do tâm mà sinh ra. Có tướng nhưng không có tâm, tướng sẽ bị tâm tiêu hủy. Tướng mạo của một người sẽ thay đổi thuận theo tâm niệm thiện ác của người đó, việc thiện ác mà người đó làm. Nói cách khác, nhất cử nhất động, từng ý, từng niệm thể hiện trong sinh hoạt thường ngày của mỗi người, qua năm tháng đều ngưng tụ trên gương mặt của họ, gọi là những gì bên trong sẽ thể hiện ra bên ngoài. Chính xác thì những tâm niệm đó ảnh hưởng như thế nào? Chúng có tác động ra sao đến tướng mạo của một người? Xin mời quý vị cùng đón xem ngay sau đây sẽ rõ. Người mang ác niệm, tướng mặt ngày càng khó coi. Có những người chỉ thích tham cái lợi nhỏ, tâm niệm này mỗi lần động sẽ co cụm lại thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng keo kiệt. Có người lại thích trộm cắp vặt, tâm niệm này mỗi lần động, tặc nhãn sẽ liếc ngang liếc dọc thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng quỷ quyệt. Có người thích tham cái lợi lớn, tâm niệm này mỗi lần động, tâm sẽ đen thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mặt hắc ám, gian ác. Có người thường thích khoa trương, lãng phí, tâm niệm này mỗi lần động, tâm sẽ lệch lạc thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mặt méo mó. Có người thích lừa gạt tiền tài của người khác, tâm niệm này mỗi lần động, tâm sẽ bạc thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mặt bạc bẽo. Có người thích cá cược, tâm niệm này mỗi lần động, sẽ mất đi lý trí thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mặt bạc nhược, thối trí. Có người thường keo kiệt, tâm niệm này mỗi lần động sẽ căng thẳng thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng bủn xỉn. Có người thường thích trà trộn cho đủ số, tâm niệm này mỗi lần động tính sẽ lười nhác thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng lười biếng. Có người thường thích ăn chơi hưởng lạc, tâm niệm này mỗi lần động sẽ phiêu diêu thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng trôi nổi. Có người thường tham ăn, tâm niệm này mỗi lần động, miệng sẽ mở rộng thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng miệng rộng. Có người thường thích uống rượu, tâm niệm này mỗi lần động sẽ sinh ra nghiện rượu thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng nát rượu. Có người thường hay nổi giận, tâm niệm này mỗi lần động, mặt mày sẽ trợn ngược thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng xấu xí. Có người thường thích bẻ cong đạo lý, tâm niệm này mỗi lần động, miệng sẽ méo thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng miệng lệch. Có người thường thích nói chuyện thị phi, tâm niệm này mỗi lần động, lưỡi sẽ loét thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng loét lưỡi. Có người thường thích nói tục, tâm niệm này mỗi lần động, miệng sẽ thích phun nước miếng phì phì thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng môi xấu xí. Có người thường thích nổi giận, tâm niệm này mỗi lần động, miệng sẽ chu ra thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng chu môi. Có người thường thích tỏ ra dữ dằn, tâm niệm này mỗi lần động, miệng sẽ cuốn thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng môi cong cớn. Có người thường thích đùa cợt, tâm niệm này mỗi lần động, miệng sẽ lật ngược ra ngoài thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng môi lật ra ngoài. Có người thường thích mắng mỏ người khác, tâm niệm này mỗi lần động, môi sẽ hỏng thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng chốc mép. Có người thường thích tà dâm, tâm niệm này mỗi lần động, thận và bàng quang sẽ bị tổn hại thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mặt xám ngoét, thận hư. Có người thường thích dọa nạt người khác, tâm niệm này mỗi lần động, đảm bảo sẽ bị tổn hại thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mặt đen sạm, đảm hư. Có người thích tính toán, tâm niệm mỗi lần động, gan sẽ bị tổn hại thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mặt vàng, gan hư. Có người thích kẻ xấu, tâm niệm này mỗi lần động, tim và ruột non sẽ bị tổn hại thêm một lần, thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mặt bầm tím, tâm hư, mặt mày xám xịt. Có người thường thích nhận tiền tài bất nghĩa, Tâm niệm này mỗi lần động, phổi và đại tràng sẽ bị tổn hại thêm một lần. Thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mặt đỏ hòn, phế hư, tướng mũi xấu. Có người thường thích nói những lời độc ác làm người khác tổn thương. Tâm niệm này mỗi lần động, tỳ và vị sẽ bị tổn hại thêm một lần. Thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mặt xám ngoét, tỳ hư, miệng xấu. Người mang thiện niệm tướng mặt ngày càng xinh đẹp. Có người thường thích tôn trọng người khác. Tâm niệm này mỗi lần động, trông sẽ trang nghiêm thêm một lần. Thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng tôn quý. Có người thường thích nỗ lực. Tâm niệm này mỗi lần động sẽ tiến về phía trước thêm một lần. Thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng đoan trang. Có người thường thích tiết kiệm. Tâm niệm này mỗi lần động sẽ cẩn trọng thêm một lần. Thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng mộc mạc. Có người thường thích bố thí. Tâm niệm này mỗi lần động sẽ khoan dung, nhân hậu và khoáng đạt thêm một lần. Thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng khoan dung, nhân hậu. Có người thường thích giúp người với tâm từ bi. Tâm niệm này mỗi lần động sẽ tích thiện thêm một lần. Thời gian lâu sau sẽ xuất hiện tướng từ bi, lương thiện. Tướng do tâm sinh. Tướng mạo của một người sẽ dần thay đổi theo tâm niệm và ngôn hành dưỡng thành từ hậu thiên của chính bản thân mình. Hãy nhớ, thường tồn thiện, niệm hành thiện. Như vậy tướng mạo mới có thể ngày càng đoan trang, lương thiện. Trong cuộc sống, chúng ta không khó để nhận thấy một người luôn nghĩ và làm những việc xấu thì tướng mạo cũng khó coi. Trái lại, một người có tâm địa lương thiện, làm những việc thiện thì tướng mạo dễ coi và khiến người tiếp xúc có cảm giác đáng tin cậy, dễ gần. Câu chuyện về Bùi Độ và Bùi Trương sau đây sẽ là ví dụ tiêu biểu. Xin mời quý vị cùng đón xem để hiểu rõ hơn về điều này. Bùi Độ là người thời nhà Đường, thuở nhỏ có gia cảnh khốn khó, bần hàn. Một hôm, trên đường đi, Bùi Độ vô tình gặp thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư vừa nhìn tướng mạo của Bùi Độ thấy ánh mắt vô hồn. Có đường vân thẳng đến miệng, loại tướng của kẻ ăn xin đầu đường, dễ bị đói mà chết. Vì thế, thiền sư khuyên Bùi Độ phải nỗ lực tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức. Vài hôm sau, Bùi Độ lên chùa Hương Sơn nhặt được đai ngọc của một thiếu phụ, đã trả lại cho cô ta, vì thế mà cứu được mạng cha mẹ cô gái ấy. Một thời gian sau, Bùi Độ gặp lại thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư thấy ánh mắt trong suốt của Bùi Độ, đồng thời cũng thấy tướng mặt như hoàn toàn thay đổi, liền nói với anh ta rằng sau này nhất định sẽ làm quan đại thần trong triều. Lúc đó Bùi Độ cho rằng thiền sư đang giỡn đùa với mình. Thiền sư Nhất Hạnh nói: thân cao 7 xích không bằng khuôn mặt 7 tấc, khuôn mặt 7 tấc không bằng cái mũi 3 tấc, cái mũi 3 tấc không bằng một điểm của tâm. Thiền sư khen ngợi Bùi Độ đã biết làm việc thiện. Quả nhiên, về sau Bùi Độ đã trở thành trọng thần qua 4 triều đại Hiến, Mục, Kính, Văn, là một thừa tướng toàn tài, địa vị và danh tiếng của ông rất cao. Sử sách xưng ông là người đức độ vẹn toàn qua 4 triều đại. Uy danh đức độ sánh với Quách Phần Dương, một danh tướng triều nhà Đường. 5 người con của Bùi Độ sau này cũng đều có danh tiếng hiển hách, đạt nhiều thành tựu lẫy lừng trong lịch sử. Một người khác là Bùi Trương, người Hà Đông tỉnh Sơn Tây. Cha của Bùi Trương là bạn thân của Pháp Sư Đàm Chiếu. Pháp Sư là người tinh thông tướng thuật. Ông thấy Bùi Trương có thiên đình đầy đặn, địa các tròn trịa, công danh sự nghiệp sau này nhất định là có thành tựu. Năm 20 tuổi, Bùi Trương lấy vợ là Lý Thị. Năm sau được cử đến làm quan ở Thái Nguyên để vợ ở nhà. Vài năm sau, khi Bùi Trương gặp lại Pháp Sư Đàm Chiếu, Pháp Sư vô cùng ngạc nhiên khi thấy tướng mạo của Bùi Trương không còn được như xưa nữa. Thiên đình lõm vào, địa các nhọn ra, lòng bàn tay có vùng khí đen bao quanh. Pháp Sư nói, Bùi Trương sẽ gặp tai họa bất trắc, phải cẩn thận đề phòng. Hơn nữa, ông còn hỏi Bùi Trương đã làm chuyện gì thất đức khiến cho tướng mạo thay đổi hoàn toàn như vậy. Bùi Trương ngẫm lại những việc mình đã làm trong những năm qua. Chỉ có chuyện thông dâm với một người phụ nữ ở Thái Nguyên xem ra là trái đạo lý. Ngoài ra, không làm việc gì khác trái lương tâm cả. Pháp Sư Đàm Chiếu nghe kể, liền thở dài, nói: cậu vốn có tiền đồ sáng sủa, tốt đẹp, sao lại không biết quý trọng, tư thông với người vợ như thế đã là tự hủy hoại phúc đức của mình rồi. Thật là đáng tiếc quá. Không lâu sau, Bùi Trương quả nhiên gặp đại họa. Trong lúc đang tắm thì bị cấp dưới lẻn vào ám sát. Con dao đâm trúng vào bụng khiến anh ta chết tại chỗ. Tâm niệm nảy sinh sẽ tác động đến thân thể. Nếu tâm bình hòa yên tĩnh, lòng thanh thản bao dung, quang minh chính đại thì khí huyết hài hòa, ngũ tạng yên định, thân thể sẽ khỏe mạnh, nét mặt như đó bình ổn, thần sắc sáng sủa khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Vì vậy mà tự nhiên muốn kết giao thân cận. Từ những điều trên, bạn có quan tâm tới tâm tướng của bản thân? Bạn có muốn có một tướng mạo xinh đẹp, nhận được phúc báo tốt lành? Điều này nằm hoàn toàn trong tầm tay của bạn, bởi tướng mạo của một người là có thể từng bước cải biến được. Đặc biệt, tướng mạo đẹp là do sự quyến rũ từ trong nội tâm, từ những việc thay đổi cách sống, thay đổi cách nhìn nhận về cuộc đời, cũng như cách thể hiện được phẩm chất tốt của bản thân. Bạn có thể sống theo phong cách của riêng mình, nhưng hãy tích cực, thường xuyên tu dưỡng những điều sau, ắt hẳn bạn sẽ có một tướng mạo tốt, dung hòa và mang lại phúc hậu về sau. Vậy cụ thể bạn cần phải làm gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp video sẽ rõ. Thứ nhất, thường xuyên mỉm cười. Nụ cười luôn làm rung động lòng người, khiến mọi người vui vẻ, thân thiết và gần gũi nhau hơn. Chúng ta thấy những nụ cười như thấy những bông hoa trong khu vườn ngát hương vậy. Chẳng ai chối bỏ một nụ cười từ tâm thiện của người đối diện cả. Nếu không thể đáp lại bằng một nụ cười khác, nhưng chắc chắn người nhận được nụ cười cũng cảm thấy rất ấm lòng. Việc mỉm cười với người, với đời, với tất cả những điều tốt đẹp xung quanh và ngay cả một nụ cười từ sự tha thứ mang đến sự sẻ chia về tinh thần, mang cả hạnh phúc đến cho người khác. Nụ cười còn thay cả lời chào, thay cả việc truyền đạt cảm xúc đến với đối phương. Một nụ cười có độ đậm nhạt khác nhau, độ lớn khác nhau và khẩu hình miệng khác nhau chắc chắn sẽ mang đến một cảm xúc khác nhau. Không ai mỉm cười với bạn bằng một bờ môi cong mà mang lại sự yêu thương và thật lòng cả. Nụ cười ấy không xuất phát từ tâm. Cách bạn mỉm cười với người khác là biểu hiện rõ ràng nhất tình cảm, thái độ bạn dành cho họ. Điều này là yếu tố đầu tiên để xem chúng ta có nên tiếp tục cuộc trò chuyện hay không. Những nụ cười lớn luôn thể hiện sự thoải mái và thái độ chân thật nhất của người thể hiện chính thời điểm đó. Nếu ở bên một ai đó, bạn có thể cười một cách sảng khoái mà không phải che giấu điều gì, rõ ràng bạn với họ không có sự khoảng cách. Đây chính là cách hoàn toàn không phải mất phí tổn mà lại tạo ra được giá trị lớn. Đây chính là phương pháp làm đẹp cho bản thân và cho người xung quanh, và cuộc đời này bằng sự đơn giản và thuần khiết. Bởi vốn dĩ, nụ cười là vốn tự có của mỗi người. Chúng ta có thể tự tăng nó lên cấp số nhân và nhiều hơn thế nữa mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu bản thân chúng ta không thể cho người khác nhiều hơn những gì bản thân chúng ta có, hãy sẵn sàng cho họ những nụ cười. Mọi chân thành sẽ được đáp lịa bằng sự chân thành. Thứ hai, dành lời khen chân thành nhiều hơn nữa. Ai cũng đều muốn nghe những lời khen ngợi, khích lệ, đặc biệt là lời khen ngợi đúng lúc. Nói những lời khen ngợi, khích lệ người khác cũng sẽ làm rung động tinh thần của họ. Những lời khen khác với những lời nịnh bợ. Lời khen là xuất phát từ tâm ý chứ không phải mục đích. Khen ngợi người khác giúp bạn có cái nhìn tích cực hơn về người xung quanh, giảm sự căng thẳng và lòng đố kỵ với người khác. Tại sao việc giảm lòng đố kỵ lại rất quan trọng? Bởi nó chính là nguyên nhân làm bản chất con người hẹp hòi và xấu xa hơn, không kiềm chế được, dẫn đến những hành động, lời nói sai lầm hoặc làm hại người khác. Vì vậy, những lời thiện, lời khen tốt đẹp cũng sẽ khiến bản thân mình càng thêm xinh đẹp hơn, lương thiện hơn. Bạn cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh thực sự đang bế tắc hoặc gặp những thử thách mà xem. Chắc chắn hơn ai hết, lúc này bạn cần một lời động viên, một lời khen ngợi, dù là một người hoàn toàn xa lạ. Những lời từ tâm khen luôn được xem là một việc tử tế. Thứ ba, giảm bớt sự tức giận, thông cảm cho người khác. Nếu bạn biết động viên an ủi và dành lời khen cho người khác, chắc chắn việc giảm bớt sự tức giận đó cũng không khó đối với bạn. Thực sự để mà nói, trong cơn nóng vội mà có thể nghĩ ra được việc mình phải kiềm chế sự nóng giận như thế nào thì cũng là một điều khó khăn. Bởi chi phối cảm xúc là việc làm khó hơn nhiều so với kiểm soát về vật chất. Nhưng bạn thấy không, Trước khi nổi giận và làm tổn thương một ai đó thì chúng ta đã là tổn thương chính mình. Chúng ta tức giận nghĩa là chúng ta khó chịu, nghĩa là chúng ta dồn nén. Việc chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của chính mình đôi khi sẽ gây ra sự tổn thương ghê gớm đến đối phương, đặc biệt là những người thân yêu nhất. Rốt cuộc, tức giận chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp cả, làm đau người khác và tổn thương cả chính mình. Vậy nên mỗi người hãy học cách nhẫn nhịn, giảm sự tức giận và biết thông cảm cho người khác. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy những con người này luôn có một sắc mặt đẹp hơn người khác. Những người này luôn nhận được sự yêu thương và gần gũi từ những người xung quanh. Trong cuốn Phật Thuyết Tội Phúc Báo Ứng, Kinh nói rằng: người xấu xí là do thường xuyên tức giận, oán trách mà thành. Người đoan trang trắng trẻo, vẻ mặt rạng ngời, thân thể mềm mại, gặp người người thích là kết quả của tu nhẫn mà nên. Thứ tư, luôn biết cảm ơn. Điều này là điều hiển nhiên trong mọi lẽ sống. Cho đi tức sẽ nhận lại, dù cách này hay cách khác. Bạn nhận được một điều tử tế, hãy đáp lại bằng một lời cảm ơn chân thành. Người mà bên trong tràn đầy hương thơm như vậy thì bên ngoài cũng sẽ trở nên xinh đẹp rạng rỡ. Cảm ơn là biểu đạt của sự lịch sự, của lòng cảm kích và tình cảm ghi nhận cho đối phương. Đừng trở thành một kẻ chỉ biết nhận, chẳng ai muốn giúp đỡ một kẻ luôn chỉ nghĩ cho mình. Vì thế, hãy sống thật trọn vẹn, đối đãi tốt với những người bên bạn. Chẳng ai mang lại một khuôn mặt phúc hậu cho những kẻ không biết ơn. Thứ năm, luôn có suy nghĩ tích cực. Vẻ bề ngoài của một người là liên quan mật thiết với nội tâm bên trong của người đó. Tướng do tâm sinh, cho nên bên trong thiện lành thì bên ngoài sẽ xinh đẹp. Một nhà tâm lý học từng nói, tâm tình của một người là như thế nào thì cuộc sống của người đó sẽ là như thế. Vận mệnh của người đó cũng sẽ lại giống như thế. Vì vậy, nếu bạn mong muốn trở thành người xinh đẹp thì trước hết hãy dùng tâm niệm tốt đẹp để đối đãi với thế gian. Khi đó, bạn sẽ không những phát hiện ra mọi thứ đều trở nên xinh đẹp mà ngay cả tướng mạo của bản thân mình cũng ngày càng trở nên xinh đẹp. Thứ sáu, tiếp xúc nhiều với người có tâm hồn đẹp. Người xưa nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, là có ý nói rằng nếu như bạn tiếp xúc nhiều hơn với người tốt, người có tâm linh tốt đẹp thì bạn sẽ chịu ảnh hưởng từ họ. Dần dần bạn cũng trở nên giống như họ. Chúng ta lớn lên và hiểu cuộc sống này như thế nào chủ yếu là do những tác động và hành vi của con người trong xã hội. Vì vậy, nếu càng được tiếp xúc trong môi trường có nhiều người có tâm linh, nội tâm lương thiện, chắc chắn chúng ta cũng sẽ có xu hướng con người lương thiện. Thật khó để bắt gặp một kẻ trong giới giang hồ lại có tâm hồn yêu thương giúp đỡ những người khó khăn cả. Vì vậy, hãy nuôi nấng tâm hồn mình bằng những hành động đẹp, chơi với những người lương thiện, văn minh. Tâm hồn đẹp, ắt nhìn cuộc sống sẽ đẹp. Thưa quý vị, như vậy, trạng thái tinh thần của một người nếu có những biến đổi tích cực thì thân thể sẽ có sức sống, cứng cỏi, tự tin, không chỉ cải biến dung mạo mà còn có thể tăng thêm khí chất. Nếu như bạn muốn có dung mạo xinh đẹp thì tâm hồn của bạn cũng phải tươi sáng. Chỉ có bên trong tươi đẹp thì mới có thể giữ được vẻ mỹ lệ lâu dài. Chúc quý vị luôn sống đẹp, hướng thiện và nhận được nhiều hồng phúc trong tương lai.